cùng sấy bờ hay là dụ mán ô còn anh tầm mà dụ đập buồn chăn tê chân xà nì hay dụ mán chăn ní quạt nâng sờ lạnh mọi ai hay cho con anh mình xâm lý bằng bẹp bẹp ớt miền mươi cầm phê ô hồ hay tới điên rồi ngay cụ bàn bà đài dạng mạch là con cụ thà hồi thông điên cực bày trò được miền thông điên tờ thông láng miền mai ơ được cụ mình chú dạy bàn chà cha sông cột chim hiệp xua bọc mai bằng phaon tặng ở chi tí cột rộp rộp àm ngày ní nhom phơi đầm na mặt đò cha sọc cha khát xoay riêng tạ đằng sọc ấy thế hay nhom mặt đò phum cột đồng pi sọc xoay trúng khát xoay riêng cha hay khơi phaon say cha quật phùng đành cô quạt cha hay chăng cô sơn na cha hay mi ôn ơi sông xua tí mơ cha cho miếp xua mẹ ốn nâng ngay ốn anh mẹ mơ cố nâng ngay cha nâng ngay cố hay chăng xua tịnh nâng nâng miên nè xây cây cọc sắc sao yếp á sắc sao y chả ơn tiết nà bông ơ chăng ốn anh ai nuom khu nhóm ao tiết sko tiết nè sắc sao anh tiết bàn đấy cha nâng ngay miên bong nâng nâng nhưng mà nặt phụ quân nè chăng ấy cha lương có khuyên to đá khuyên đông sắc một tiết dây nó cro tâm ơ cha à lâu nuom nhóm tờ tiết mình tính là ổn á chà chà là bóng đang quạt con tràn hay trò mà tí hạt to dễ dàng dạ. Ồ, trẻ này nhầm khơi người ta nhầm chỉ màu mình không chăng ngay chăn tới phát ở lên chà chà là ổn dậy còn nôm nhầm tập tè chà nè sát sao mà cái này anh này cái này tè ăn nồng nào á chà ô này tẹt 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 tục thơ bụi nè tập bắn na này mong cha nè ngài cha lời khơi đại đầm năm mà lời dương cần lệch màu mơ cha nè mà chắc đầm năm vĩnh cha cho biết su hay sọc sờ bay thế hay chi vậy phep cua xa chẳng mấy ồ riêng chập na lời cơ riêng chập đang chập chẳng mấy dương rơ bị ăn ban ở sân ban anh chẳng bong là cầu riêng cầu anh chẳng phong á hay mẹ ôn thơ ca khang ấy có riêng riêng ừ ạp mà lại vơi trong tranh bị riêng mẹ xong con cái chế hình riêng phải hụt nó chăng chăng hay riêng hay tranh mong bù màn tranh mong pram tranh mong pram mà nó không anh tranh bị riêng này tranh mau hay hay ôn phóng năng thời chỉ mấy cốt ô con phơi hay mình mà hai mươi chiếc kia má ôi ngọt vậy vơi để cho chừng ngày nào chừng ngày này nhầm mặt đắng ngay nè khơi bà ôn giấy gọt từ khuya cố nè mấy nhưng nè hay khi nhầm có xua bà ôn giấy phép tháp tè chà bòng chà xà bố côn xà bố cháu hơi chì vẹp hiệp chà sạch xào tiệt nó hay gọt bật chì sạch xào mê nèo nè sạch bông hơi sạch nhầm nâng nhầm đăng tè nhầm nâng chuộc gọt chà mà hộp chun cá tắc trầy mùi xoài ồ còn tắc khơi cả đăng đây nó đăng ngay tay tắc thấy cha ôi hay nhầm cái lấy tới khơi nè đừng nhầm chập ở rộng mình tên cha nè hay miền xạ thơ mò ấy kia nâng hổ ấy kia đồng hay anh đi khlốc ôi khlốc nâng mà mau bí nè khlốc nâng hay mong vô mà thơ ấy vô mà cha khlốc hay chạy hộp khlốc cha nè ở khlạch ấy chẳng ở khlạch bẹc xài bẹc ấy à miền tây 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 miền
đằng ngày hay o côn ôn đai nè bà bàn cha nom ăn chui nè nơi sọc nương o nè đằng ngày ăn xào ấy chăng nè bông cha cha thầy ơi côn 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 ấy chấm muôn con nương muôn ấy kia nó côn lắm tép bông giờ mau oh muôn tép ôn kiếm ui hay ấy kia nè sao ta thùng ba ấy na thùng thùng miên chặt đấy thùng ba thôi chứ chăng ấy mà chờ chào luôn em chạy cái gì mình dơ đây em dơ không kìa đã tới đại một nguồn phong chà lời đi làng mong côi mắc rửa kriêng ô bộ phô bò để phô bàn mặt đòn hai ở thả tiên mà chẳng mưa bà hóng xe lông trước tiên ôi bà ô này mà nhầm châu bị cao vậy lời đi kháng mục nâng ngay kháng mục mưa nè kháng mục tiên bò đào kháng cao vậy chà nè hay cho căng xây cái tràm lấy căng này nè mình cái chi màu lên nhé đi nè tớ riêng xong cái chi năng đúng chăng con tên đi đục tư hay là tớ mật phía đại riêng cho mùi kia tớ kết đục tư chăng hay à mình căng mình ấy chi kê thế chả miền tay hay chả đi còn bóng thơ ấy kia nồng đã riêng của bà cô si cô bà chè châu phê hay bóng đâm ấy kế nữa đã riêng à đám chơ tích tu chứ à đâm là không đâm ấy ấy mà khai bà xá còn đâm bán si đai mình cái đàm nào còn chả đào mất nè chị chua chẳng hay mình đâu lượt đây còn anh đang kê tìm môn máu kê đạm đạm nâng phứ hay còn lượt không tới vì chua nên sẽ kịp kê nghiên cá chẳng mà ta đâu lượt đây còn tới cái lô chìa là bạc còn ấy chẳng á nè hay này tẹt còn đấy nè nè ta lô lô ở lê nha cha lời thì ngày ní đòi xa tại bàn bồn xây cột này nòm chà tia bong xây cứ chụp tia sặc sào bật mén chà bật tai mình nhé toàn bàn chìm riệp xuôi chmu này lại tê nè bong nhá à lời nhầm sông chìm riệp xuôi chmu bong tê thả ta bong chmu ấy đái nhóm chụp một chân sani chà à dụ màn chân nằm ní nhau bóng xài mùi chân nằm xài mùi ú tao mà dụ xài mùi ấy chà wow hay côn bà màn ấy côn côn nhóm bay mẹ bay mẹ tầng mặt đai tầng ở bụng tầng ốc pram nữa rồi chúng tôi xa năng nơi pram cục pram nè không có tiền đi hay tiền năng chụp tiền bỏ dưỡng rồi có tiền bỏ nè chẳng vậy ta có tiền nhông tiền nhông chợ đây đây cả đây nhông này chẳng ấy hay đây năng tinh kia rồi còn nơi tăng vị đà ẩm đây năng mai chạy ao trà mặt đai chạy ao hay chặt đây chỉ mua xoa mây và màn cho nam hơi ban chăng vậy thật đây kêu sai nhầm cào tê nè chăng ấy chăng chăng vậy thật nhầm ắt lẹ tê cào tê hay kêu sai môn nâng côn đồ màn côn tại bay kêu sai cào ắt miền này hay mấy cái ắt miền côn cào đang cái ắt miền chăng ngóng chà là ngay thiệp rồi ngay của bạn là côn riết phong ấy phong dương bạn thì thiệp kêu sai dương ắt miền bạc hạt lui chăng tình tu việc miền ấy đắt ra như chăng ấy và dân chấm miên ấy cô dân mình ai thương chẳng ai mà dân miên ta dân tua dân cro mơn cro bật mơn nâng á hay lên nhầm chẳng cha cặp bà xa bong tịch rồi ngay nâng bong bật thì chẳng ai côn riêng mê nè ôi nhầm chẳng ai bà riêng nhầm chẳng ai bà chọc tê nhầm chẳng ai bà to tư tít ai ta cuột ai ta cuột chắc ai bà to tư tít xong bè chăm lùm bạ chăng na cọc chăm ai côn nhầm riêng to tư tít đang hay mù là hết ấy bằng bong chẳng ai côn riêng thì tôi ơi thật nhóm là ngon hai đằng bay ở cột chè cho chà ngày anh à cột nó về nhà anh à cột dưới mấy phần đằng hai chà mỗi lần bà đôi nhóm chẳng á chà tại đây cho tên á chà chẳng xua tha côn bọc bọn thằng ốc bay nè nâng nơi xa ta mẹ ôn này mẹ ôn côn bơi đây chẳng chà hay chân côn đi muối hả dụ mãn côn nhóm đọc bổng bồn đọc bổng bồn chứ nàm chà hay chú ấy côn đẹp trầy tì phí tí bí ạ cả đá lắc đâu ta chỉ ta vì tâm bị sật tâm bị sật vinh chà hay là dụ mán à nó cũng phân đọc hay mấy mắt đâu ta câu ta nông quỳnh vì thả vì ấp cho chất hạng này chẳng tê vì ta sẽ lại ta vì nà ta tốt nó chẳng vinh ta nó vinh hay ta em sẽ lại nà tớ play tớ play ta vì nông tớ lục rồi lục tớ ấp sẽ lại nhập bục ấy nên sẽ lại ta vinh á tập về máu đi cuồng được mẹ ấu nâng con sấy bơ tê chẳng còn ai chú múa cùng sấy bơ hay là dụ mán ô còn anh tầm mà dụ đã buồn cho nam tê
កូនរៀនថ្នាក់ទីប្រហែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី9ទី9រៀននៅសាលាណារៀននៅវិទ្យាល័យកុកព្រីហើយរៀននៅសាលាឆ្ងាយទេឆ្ងាយឆ្ងាយខ្លាំងឆ្ងាយខ្លាំងឆ្ងាយខ្លាំងអាហើយមានសម្លៀកបំពាក់អីត្រឹមត្រូវទេសម្លៀកបំពាក់មានមុខ2កាផ្លែមាន2កាផ្លែសំណុកផ្លាស់បដូរហ៎ចាហើយរៀនបកាយអត់រងថ្ងៃហ្នឹងយីយោយានបកាយសบายចិត្តណាស់កូនអើយចូលតែឡងតឹមបើកអាហាររូបកោបអាតែងអាយនឹងមួយបើកមិនសិនមកណាខ្ញុំអត់ចឹងចាអូហូយណាគាត់តែងជិះពាក់ហ្នឹងបានប្រាហ្នឹងអញ្ចឹងអីល្អអីល្អម្លេះកូនខំរៀនណាកូនណាចាឲ្យទៅរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកូនឯងធ្វើដំណើរដល់មសុបាយអីឯងចុះទៅរៀននឹងដើរទៅឯហ្មិចទៅសុំគេជីអូសុំគេជីចាហើយសុំគេជីនឹងសុំគេជីរបៀបមិនទៅគេទៅបានទៅគេមិនទៅអត់បានទៅទេអូខ្ញុំបានຫາរូបកបើកមកទិញសម្ភារៈបំពាក់ព្រោះសាមានលទ្ធភាពទិញឲ្យបើកមកទិញបានអាវមួយសពត់មួយបិជើងមួយសល់ប្រមាណឲ្យម៉ែក៏ទិញម្ហូបហើយទិញថ្នាំអូហើយកូនជាប់អាហាររូបកអីជាប់អាហាររូបកខាងទុតិយភូមិយ៉ាលយម្លេះកូនហើយពេលដែលកូនជាប់ភ្លាមបានតរង្វាន់អីខ្លះបានកង់កាតាបសុភើហើយលយយ៉ាលយណាស់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកូនទទួលបានអាហាររូបកហើយរៀនអត់បង់លុយទេមែនទេរៀនបង់ដែរអូជាប់អាហាររូបកហើយរៀនបង់លុយទៀតបងយ៉ាងម៉េចទៅកូនបងឆ្នាំតែខ្ញុំគេបងមួយឆ្នាំតែខ្ញុំអត់មានទូសាគ្រប់លក្ខខណ្ឌខ្ញុំសោកបងពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងហើយបងពាក់កណ្ដាលនឹងប្រមាណលុយបងលុយបងម្ដង 100,000 បងម្ដង 100,000 សម្រាប់រៀនណាមួយឆ្នាំបងម្ដងមួយឆ្នាំបង2ដងសុំគេបង2ដងចាអញ្ចឹងមានន័យថាមួយឆ្នាំបង 200,000 កូនខំរៀនណាកូនណាកូនឯងត្រូវគិតថាយើងមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកណាយើងជាកូនអ្នកក្រហើយគ្រប់យ៉ាងចាបើយើងមានបានដោយសារម្រាមដៃយើងកម្លាំងញើសឈាមយើងជាពិសេសហ្នឹងគឺការសិក្សារបស់យើងដែលខំរៀនទាំងប្រមាណហ្នឹងទៅមុខទៅយើងជោគជ័យដោយសារការហត់នឿយលំបាកតស៊ូរបស់យើងគឺយើងមានសេចក្តីសុខណាអញ្ចឹងក្មួយត្រូវតែខំប្រឹងរៀនឲ្យមែនតែនគេថាចំណេះវិជ្ជាគឺជាទ្រព្យចោលលួចក៏មិនបានភ្លើងឆេះក៏មិនបាត់ណាក់មួយណាអញ្ចឹងក្មួយត្រូវតែខំរៀនដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងអនាគតប្រទេសជាតិក៏ដូចជាអនាគតចាដល់គ្រួសាររបស់ក្មួយឯងដែរមិនអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយហើយទៅរៀនរាល់ថ្ងៃគ្រូបានផ្ដាយផ្ដៅយ៉ាងម៉េចខ្លះកូនចាគឺមានតែយើងនឹងហើយណាចាអនាគតចាយើងត្រូវចេះចាត់ចែងខ្លួនឯងកូនកដាលឈ្មោះអីកូនខ្ញុំឈ្មោះខេមរាលីសាខេមរាលីសាអូឈ្មោះព្រោះណាតើកូនខេមរាហ្មងចាវ៉ាវគាត់ណាកូនឯងនិយាយថាខេមរាមកគេដឹងថាកូនឯងកូនខ្មែរហ្មងណាចាគឺព្រោះណាល្អណាចាហើយរៀនថ្នាក់ទីប្រមាណថ្នាក់ទី4បកែបកែបានលេខម៉ានដែរបានលេខ6យីបានលេខ6ឡើយណាចាហើយសិស្សប្រមាណអ្នកក្នុងសាលាសិស្ស44អូរៀនបានលេខ6គ្រាន់បើហើយណាហើយក្មួយប្រុសឈ្មោះអីរាសុធិរិទ្ធចាអាយុប៉ុន្មានហើយ11ហើយត្រូវជាម៉េចគាត់ទៅជាអ៊ំទៅជាអ៊ំកូនមួយឯងទាំងអស់3នាក់ចាហើយ2នាក់គាត់នេះត្រូវជាក្មួយចាហើយមានបានទៅរៀនទៅសូត្រដែរបានទៅឲ្យជូនទៅរៀនទាំងអស់ជូនទៅរៀនទាំងអស់អត់ឲ្យຕົកទេហើយចុះឪពុកម្ដាយគាត់ទៅណាបានបងអ្នកមើលអឺឪពុកណាយគាត់ទៅម្ដាយគាត់ស្លាប់បាត់ហើយទាំងនេះស្លាប់ឪពុកនេះស្លាប់ម្ដាយអូពេលចាំគ្នាជាមកនៅអញ្ចឹងទៅយើងជាឲ្យនៅមានអីហុំនឹងអស់គ្នាទៅចាអូអញ្ចឹងហើយចុះម្ដាយគាត់ធ្វើអីហើយឪពុកគាត់ធ្វើអីដែរគាត់ក៏ព្រានឹង
nè bọc quật nó thưa sầm nòng hay đại khang đấy thưa rung chạm đây xì ngay kia kia mưa đây này ở lên chân bờ bên chân tới dừng giờ quật màu tới chà dừng giờ chui nên tình tới cho thưa mấy bây giờ ăn từng ở kia bên đây khui khui nó mà nhầm bài nè nó muốn bài này bật nghe ngay trăng chân bay phèo chân tới đập phèo quật hộp ru chân tới quật chạy kia rồi tha tới tiệc riêng riêng luôn đi riêng luôn ta để tới dây tới ta anh em tới dây ta có riêng cái nào đây hơi chăng á mục là bò bong rồi ngay thưa ấy đấy ấp thưa ấy tê hay cho ban prạ cầm ray ấy mà chăm chỉ vật luôn ai nâng côn chà hay đã rung nâng chẳng mấy đã rung nâng bia bệnh ngay trăm nghìn mà rung chân tay hay mà rung ban bảo màn lui đấy bông mà rung nó ăn phơi máu lên đây dương máu bị đọt sải còn từ riêng phong chỉ kẹp nó không được sàng cha hay cái lấy mà khổ xa thay bong vinh cha hay lư bong sấy ôn sấy quạt khuya cô mình nhưng còn dây tha ta đạp ta đua na hoặc miền lui để vô sấy kê khác mình nhưng lư dây hoặc miền lui giờ thơ đua xa tây có chồng thơ ca rung cha cha nhưng được bạn lui điện chả ơn ấy chẳng chui chui dịch dùng chả chả chui dịch dùng kia chả ấy đọc về chẳng thừa nó ở khoảng màn lối thừa ở trăm mơn trăm mơn ấy bờ dương bàn trăm mơn ơi kế cái ao nắng màu chả cái ao dương màu cho quận miền tạ nhìn bàn ấy trăm trời đài quận miền tạ khoa ta sẽ phơi củ xa về chả chẳng ngày nắng nhom nắng bằng pin bằng non bong á đầm bầy ao bong bàn trăm nắng tứ vô từ chùm này từ lơ phơ của xa nâng tứ hai ở đây bông từ thừa cà nhôm như thừa ai tê bông mà thà bán phơ của xa như thừa tay đây thôi anh chẳng từ từ bị mẹ cha 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 hay kết thật cái vô dương thế chẳng dây tha mà rơi phải rơi anh chẳng khơi cái từ bàn chẳng anh chẳng từ đây cái lô việc bàn á riêng cái sna dương người lô từ cái rơi vô từ bàn từ sầm nang từ nàng ngày hay là cha chồng buộc khui khui chẳng pì vinh nè đại côn cha sắp tới chỉ côn cầm pìa rồi ngày nương cứ thả pì to là ruột nâu chồng muối ông ấy ha côn cha ruột nâu muối ông hay về đại côn anh cha mà đại sập và phục sập nè à làm côn anh chẳng mạch đại bọ ba ở rồi ngày nương ạ bà ba hay con anh mình bao bồ mà nè miền mình nè anh nè anh nè à anh miền pi nè pi nè phong man tây man có nó ông xú miền phong man tây man ông mình là mui ôi sang chèn vậy thì bong khnhi rụng chua chết bong mẹ mình chèn vậy thì à rắm á na bây để dương xua tới quật tôi tha ở bia cái hai rụm chuôi chất đó không ấy mà nữ phơi khá ăn dễ tới dương bông một quát thì dồn dồn chất đó nâng ngày bóng nhóm mình về ngày tê là ngày ní cha đời xa tài nhóm máu chụp không mình cha còn cái bì mà đài phong ngập phục phong hay còn nó khơi chẳng ngại bóng bàn cứ đường ô bộ phố bò đi phố chẳng lại bọn bạn à hạ hộp chọc ní bây trên trầm bộ con nè bọn á ngày hay vậy đại nhóm ta xa á cứ ta xa á tập chất bọn này chìa mặt đài mi như được chìa mặt đài ống mặt đài thông chà chìa mặt đài thông chà mà tụ bây chìa không dương cỏ mến mặt tay dương nơi ta to su trầm bộ con bán á hay bọn thử cực tha bê để bọn trên trầm con ở thông thoát ở con bán hiền bà sân chỉ quạt che cất á từ ngày một ngày mình sầm nàng quạt nâng sờ lạnh bằng ai ông còn là trăng bà nam phà nhà thà luôn chuyện luôn nơi mềm nhá về để thông lang đâm cái đây mình tha vây bà nái con chiếc pi là bài xì xong thật xa nè con á chi ở bán á tăng chất thạc luôn cao mau cô nè có miền ở vầy khảo bị to su hiến nè nè bảo ban mà đai thông nâng còn dịch dung ở con ai hiến man chọc trong chọc đám con ai thơ tờ hiền nè mật nà cọc cũng đau cho mùi
ណាដើរជាមួយមិត្តណាដែលល្អនាំផ្លូវយើងទៅដល់កន្លែងជោគជ័យចាំទៅណាបើមិត្តណាគេនាំខ្លួនឯងទៅភ្លើតភ្លើនទៅនេះទៅនោះវានិយាយរួមអ្វីក៏ដោយដែលគេអូសទាញឲ្យយើងទៅផ្លូវមិនអស់មិនទៅសោះណាស្ដាប់អ៊ំណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទាំងប្រមាណទី1ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ហើរឆ្លងកាត់នៅភាពជាកូនកំព្រាដែរអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំសួរទៅគាត់ទៅខ្ញុំវាដាក់អារម្មណ៍មួយនៅក្នុងរបស់ខ្ញុំរឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមសំណពរឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាណាពេលនេះពេលណាក្តីចាសុំឲ្យក្មួយចេះគិតណាកូនយើងអាយុប៉ុណ្ណេះក៏យើងចេះគិតដែរណាចាហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់បងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានជាអំណោយបងជូនដល់បងដើម្បីឲ្យបងយកអំណោយនេះទៅចាផ្គត់ផ្គង់ចាដល់ក្មួយក្មួយនឹងកូនបងឲ្យគាត់បានញ៉ាំឆ្អែតណាហើយបងចង់ដឹងអត់ថាអំណោយនេះខ្ញុំទទួលបានពីម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំមួយណាគាត់រស់នៅប្រទេសណាចង់ដឹងទេចង់ដឹងអញ្ចឹងបងចាំស្ដាប់ណាខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ឲ្យបងស្ដាប់រួមជាមួយនឹងក្មួយក្មួយក៏ដូចជាកូនស្ដាប់ណាថាទឹកប្រាក់នេះខ្ញុំទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំគាត់រស់នៅប្រទេសណាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនខ្មែរចារស់នៅញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកចាគឺបងស្រីសុភាពបុត្រសវងចានិងក្រុមគ្រួសារនិងបងស្រីសឿយសុខុមរស់នៅចា Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកចាគាត់ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ឲ្យខ្ញុំយកមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានចាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកទឹកប្រាក់របស់គាត់ចំនួន100ដុល្លារសម្រាប់ចាទិញជីអង្ករនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទាំងអស់នេះចំនួន75ដុល្លារទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់100,000រៀលស្មើនឹង25ដុល្លារបកគលជូនតដល់បងណាសម្រាប់ឲ្យបងឯងយកប្រាក់នេះទៅខ្វះខាតចាក្នុងការចាយវាយដូចដែលបងឯងប្រាប់មិញហ្នឹងចាយកទៅទៅណាបំពេញគេហៅថាបំពេញនៅអ្វីដែលបងឯងខ្វះខាតហ្នឹងយកមកឲ្យបានណាបងណាចាហ្នឹងហើយឥឡូវចង់ឲ្យបងបើកមើលថាតើគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលខ្ញុំទិញជូនបងហ្នឹងមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញបងបើកណាបងចាឥឡូវមានចាឥឡូវអង្ករ50គីឡូចាសាច់ក្រកមីចានំចាសាប៊ូបោកកៅអៅចាម្សៅស៊ុបខ្នុរអំបិលចាស្ករសចាប៊ីចេងខ្ទឹមសចាទឹកត្រីចាលើកឡើងចេញមកមកចាដាក់កន្លែងហ្នឹងមកចាត្រីខកំប៉ុងហ្នឹងហើយនេះដាក់មកកូនដាក់មកអូយមានអីខ្លះយកចេញអស់មកកូនមកចាទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវហ្នឹងហើយចាអូយកហ្នឹងទៅក្រោយកូនតើយកទៅក្រោយហ្នឹងហើយចាទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាដែលខ្ញុំចាទទួលបានពីម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំណាឥឡូវបងទទួលបានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគហើយដែលឡាយបងមិនទាន់ទទួលបានចាទឹកប្រាក់នៅឡើយណាបងណាឥឡូវនេះចាទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ពីទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាចំនួន100,000រៀលស្មើនឹង25ដុល្លារចាសូមបកគោលជូនបងបន្ថែមចាហើយនៅក្នុងនោះដែរចាខ្ញុំក៏មានចាជាឆ្នាំប៉ែតណាបងណាឃើញបងមានក្មួយក៏ដូចជាកូនចាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកឆ្នាំប៉ែតដែលឧបត្ថម្ភឡើងដោយម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំក៏រស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីណាបងឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំប្រភេទប៉ាណាម៉ាក់ចាឆ្នាំនេះព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅផ្ដាសាយតាំងច្រមុះហៀសបោឈឺក្បាលវិលមុខបងចុកចង្កេះចុករួយខ្នងអីក៏អាចញ៉ាំបានដែរណាចាមួយថ្ងៃគឺញ៉ាំ3គ្រាប់ព្រឹកម្ដងមួយគ្រាប់ថ្ងៃត្រង់ម្ដងមួយគ្រាប់ល្ងាចម្ដងមួយគ្រាប់ណាហើយក្មេងចាប់ពីអាយុ16ឆ្នាំឬក៏18ឆ្នាំឡើងទៅគឺញ៉ាំបានណាចាហើយអ្វីដែលសំខាន់តើតែឈឺបានញ៉ាំណាបើមិនឈឺមិនញ៉ាំទេចាឆ្នាំនេះដែរគឺឧបត្ថម្ភឡើងដោយបងប្រុសទីវិននិងបងស្រីសុផារីជាងចាគាត់ជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់បានឧបត្ថម្ភឆ្នាំប៉ែតមកពីចាប្រទេសក្រៅណាបង
ចាស្ពាយឆ្នាំនេះមកចាគាត់ឲ្យខ្ញុំដើម្បីយកមកចៃជូនបងយកមកពិសាពេលដែលបងឈឺក្តៅរងាគ្រុនញ៉ាំទៅវាក៏ជាណាជួយឲ្យយើងនឹងចាចំណេញប្រាក់កាក់ចាសម្រាប់ក្នុងគ្រួសារយើងខ្លះចាឥឡូវនេះកូនចាឥឡូវនេះគ្រឿងឧបភោគបរិភោគបងក៏ទទួលបានទូមជាមួយប្រាក់រីឯឆ្នាំពេទ្យបងក៏ទទួលបានតែបងមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយក៏សូមអញ្ជើញណាបងណាចាខ្ញុំថ្លែងអំណរអរគុណបងនៅខាងជំនួយមកខាងខ្ញុំហ្នឹងសូមឲ្យបងរស់ស៊ីជេតែមានបានដល់បងសบายចិត្តទេសบายរីករាយណាស់មែនទេរីករាយណាស់បានឲ្យហើយក្មួយក្មួយហើយនឹងកូនស្រីសบายចិត្តទេសบายចាហើយចុះកូនឯងមានសម្លៀកបំពាក់ពាក់អត់មានមួយកំភ្លែមានមួយកំភ្លែអូហូយណងឯកូនណាអ៊ំបានជ្រូតជ្រាបហើយបើសិនជានិស័យបនកូនទាំងពីរមានណាកូនកូននឹងទទួលបានដែលឧបត្ថម្ភឡើងដោយលោកតាលោកយាយបងប្អូនម្ចាស់ជំនួយនៅឯនាយសមុទ្រគាត់តែងតែសម័យថាកូនគេក៏ដូចជាកូនគាត់មួយគេក៏ដូចជាមួយគាត់បើកូនមានសំណាងបនលោកតាលោកយាយទាំងអស់នឹងជួយដល់កូនណាចាឥឡូវនេះជាចុងក្រោយខ្ញុំមិនមានពាក្យពេចន៍អ្វីវែងឆ្ងាយទេចាមានតែម្រាមដៃ10ប្រសពឡើងលើអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំគឺបងស្រីសុភីបុត្រសាវងនិងក្រុមគ្រួសាររស់នៅញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អរគុណដល់បងស្រីសឿយសុខុមរស់នៅម៉ាសាជូសេតសហរដ្ឋអាមេរិកចាគាត់ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារឲ្យខ្ញុំទិញនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាមានអង្ករ50គីឡូចារួមជាមួយនឹងមានទឹកត្រីចាត្រីខអីអីសពយ៉ាងទាំងអស់នេះក្នុងនោះក៏អរគុណទៅដល់បងប្រុសទីវិននិងបងស្រីសុផារីជាងដែលគាត់ជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីចាគាត់ក៏បានឧបត្ថម្ភចាឆ្នាំចំនួន1ប្រអប់មកប្រអប់នឹងមាន100គ្រាប់ណាបងណាចាមាន10បន្ទះទុកឲ្យបងនិងក្រុមគ្រួសារចាបានប្រើប្រាស់ណាហើយសូមឲ្យបុណ្យដែលគាត់បានធ្វើទាំងប៉ុន្មានម៉ានសូមឧទ្ទិសជូនទៅដល់ញាតិការទាំង7សន្តានរបស់ម្ចាស់ជំនួយដែលបាក់បែកចែកឋានទៅមិនថាគាត់រស់នៅទីកន្លែងណាក៏សូមឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាមកទទួលឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាស្មើស្មើគ្នាកុំបីមានខ្វះចន្លោះអ្វីសោះឡើយក៏ជូនពរឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំសូមឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អសុខភាពមាំមួនអាយុយឺនយូរសម្រាប់ក្មេងជាងវ័យតទៅមុខសូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំមានបញ្ញាភ្នែកគាត់ភ្លឺថ្លាត្រចៀកគាត់ស្ដាប់ឮញ៉ាំអីទៅដឹងរសជាតិឆ្ងាញ់រហូតដល់ចាស់ប្រាត់ចាស់ពេរេងហើយក៏ជូនពរឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំជួបនៅអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយជូនពរឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំចាសូមឲ្យមានបំណងពងប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចជាពិសេសសូមឲ្យគាត់ជួបនៅសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យសម្បត្តិព្រះនិព្វានសូមឲ្យព្រះធម៌មេត្តាគុណណបិតាគុណណព្រះពុទ្ធគុណណព្រះធម៌គុណណសូមឲ្យគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃតាមបីបាច់ថែរក្សាម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំមិនថាគាត់ធ្វើដំណើរទៅជិតទៅឆ្ងាយសូមឲ្យគាត់សុខសប្បាយគ្រប់ទីកន្លែងឈ្នះអស់មារសត្រូវសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីខ្នងសូមឲ្យคลายជាមិត្តកម្មចាស់កម្មថ្មីក៏សូមឲ្យរលាយបាត់រលត់សូន្យជាពិសេសសូមឲ្យគាត់រួចចាក់ទុកទោសចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតតរៀងទៅផងដែរម្ចាស់ជំនួយបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយក៏សូមអនុមោទនាបុណ្យសាធុសាធុសាធុចាសុបាយចិត្តទេសុបាយសុបាយនឹងហើយឥឡូវនេះមាននិស័យជួបគ្នាទៀតណាចាសង្ឃឹមថាបើកូនមានសំណាងល្អក្តីសន្តោសប្រោប្រណីណាកូនណាចាកូនសំណាងកូននឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភលោកតាលោកយាយឬក៏បងប្រុសបងស្រីអ៊ំពូមីងមីនៅឯនាយសមុទ្រណាជួយដល់ក្រុមគ្រួសារក្មួយណាក្មួយណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបលាឲ្យបងហើយជំរាបលាឲ្យក្មួយហើយសុខសប្បាយណាសុខសប្បាយទាំងអស់ជូនពរបងតាមផ្លូវសុខសប្បាយណាសាធុសាធុសាធុចាសុខគ្រប់